quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài phản ánh cần giải quyết dứt điểm vụ việc vỡ đường ống nước sạch ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Và tiếp đến là bài phản ánh kiến nghị của ông Đỗ Quang Lý, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu về việc 9 năm nay gia đình ông chưa nhận được tiền hỗ trợ xây dựng nhà mới cho đối tượng là gia đình người có công. Cuối chuyên mục là thông báo nhận đơn thư của công dân thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn Nagaoka có đơn gửi các cơ quan của tỉnh phản ánh. Vừa qua, trên địa bàn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi liên tục diễn ra tình trạng đơn vị thi công làm đường giao thông rãnh thoát nước gây ảnh hưởng đến đường ống nước sạch, gây mất an ninh nguồn nước, khiến đời sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước sự việc trên, nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã về địa phương để tìm hiểu sự việc. Theo một số hộ dân tại xã Xuân Trúc, việc mất nước sinh hoạt xảy ra liên tục từ tháng 7 cho đến nay đã có ít nhất 4 lần người dân bị mất nước sinh hoạt đột xuất. Có thời điểm nước sinh hoạt bị mất kéo dài gần một tuần. Điều đáng nói, tình trạng mất nước đúng vào cao điểm của đợt nắng nóng. Một số hộ do không tích nước trong bể đã khắc phục tạm thời bằng việc thay thế nguồn nước giếng khoan. Hộ hoàn toàn dùng nước sạch và xin nước từ một số hộ dân lân cận về dùng. Thế gia đình nhà tôi là 14 ngày này không có nước sạch, toàn ăn nước giếng khoan. Mới giếng khoan thì giờ rất là ô nhiễm, rất là bẩn. Chúng tôi bỏ tiền ra mua nước sạch, đóng các khoản nguồn nước sạch đều đầy đủ hết, không có thiếu một cái gì. 14 ngày nay không có nước sạch, mà nhà tôi mà không có bể nước mưa thì thôi thì chết. 55% người sử dụng nước sạch, 14 ngày nay không có tí nước nào, ảnh hưởng trầm trọng đến cái đời sống của nhân dân. Tìm hiểu được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn, Nagaoka, là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phân vùng cấp nước sạch trên địa bàn xã Xuân Trúc theo quyết định số 2416 năm 2017. Từ năm 2018, công ty đã triển khai lắp đặt đường ống và cấp nước cho nhân dân trong xã. Hiện toàn xã có hơn 1.200 hộ đang sử dụng dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty. Tình trạng người dân liên tục bị dừng cấp nước sạch đột xuất, nguyên nhân ban đầu được xác định là do hỏng hóc, thủng vỡ mạng đường ống cấp nước. Đường trục chính DN110 và DN90 khi thi công tuyến đường giao thông nông thôn từ đường DH384 đến trạm y tế xã Xuân Trúc. Việc đường ống nước sạch bị vỡ trước mắt khiến cuộc sống của hàng trăm người dân trên địa bàn xã bị đảo lộn, cùng với đó gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên diễn ra việc đùn đẩy trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc và công ty trách nhiệm hữu hạn nước sạch Ngọc Tuấn, mà năm 2020 khi thi công tuyến đường 384 đi qua địa bàn xã thì sự cố này cũng đã từng xảy ra. Căn cứ theo điều 21 quyết định số 76 năm 2078 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường ống và công trình cấp nước thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân khi khảo sát thiết kế xây dựng các công trình khác có liên quan đến công trình cấp nước, hành lang và khu vực an toàn công trình cấp nước phải có sự thỏa thuận với đơn vị cấp nước. Mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân trước khi thi công các công trình có ảnh hưởng đến hành lang, khu vực an toàn công trình cấp nước phải tuân theo các quy định sau. Chỉ được khởi công khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình cấp nước có liên quan. Khôi phục lại nguyên trạng các khu đã bị thay đổi sau khi đã hoàn thành công việc. Tại thông báo số 303 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 9 tháng 10 năm 2020 cũng đã chỉ rõ, đối với các dự án nâng cấp cải tạo đường giao thông phải khảo sát tính toán chi phí hỗ trợ di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan, trong đó có đường ống cấp nước theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời rà soát các dự án đang thi công để xem xét việc hỗ trợ di dời đường ống nước theo quy định của pháp luật. Để xảy ra sự việc trên là do lỗi của Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc đã thiếu trách nhiệm trong quá trình triển khai thi công đường giao thông nông thôn. Do vậy, để đảm bảo tiến độ thi công các công trình giao thông, vừa đảm bảo cho các công trình cấp nước an ninh, an toàn cấp nước cho nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đề nghị các cấp có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi
chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc, đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại quyết định số 16 ngày 15 tháng 4 năm 2018 và thông báo kết luận số 303 ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư nhận được đơn thư của ông Đỗ Quang Lý, xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu, có đơn thư phản ánh về việc bố ông là Đỗ Quang Bích, là bố đẻ của liệt sĩ. Năm 2013, gia đình có làm đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở đối với gia đình người có công với cách mạng và gia đình đã làm đầy đủ thủ tục, song đến nay đã 9 năm, gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Theo dấu đơn thư công dân, phóng viên chuyên mục hộp thư đã về địa phương và có cuộc trao đổi với ông Đỗ Quang Lý, công dân có đơn, và ông Đỗ Tất Chiên, công chức xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu, và được biết. Bố tôi làm nhà từ năm 70, thì cho nên đã xuống cấp coi như chậm chậm. Đến năm 2013, bố tôi được mời coi như đi họp và triển khai chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Vậy coi như bố tôi về tụ tập coi như các con bạc và coi như là thống nhất là coi như gia đình là phá nhà cũ đi. Trước khi xây, tôi đã làm đơn đưa coi như là lên Ủy ban nhân dân xã và Ban thông minh xã hội nhất trí nhận đơn cho gia đình tôi phá và làm nhà mới. Thì coi như đến cuối năm 2013 là nhà tôi đã hoàn thành xong. Thì từ năm 2013 mà đến nay coi như là 2022 mà tiền vẫn không được. Ngày 17 tháng 9 năm 2013, Ủy ban nhân dân xã Đồng Kết, huyện Khoái Châu có ban hành quyết định số 41 về việc thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo xã đã thông báo đến các hộ dân thuộc đối tượng người có công đăng ký làm đơn nếu có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở theo quyết định số 22 ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quyết định số 05 ngày 6 tháng 1 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu phê duyệt danh sách những người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2014-2015, xã Đồng Kết có hộ ông Đỗ Quang Bích thuộc diện xây mới. Sau khi các cái chủ trương chính sách đã triển khai thì chúng tôi đã được phê duyệt của huyện là được 31 hộ gia đình chính sách. Thế sau khi là còn bốn hộ gia đình là thấy không có đủ điều kiện thì họ đã bốn hộ gia đình xin rút, thì còn lại là 27 hộ. Thì trong 27 hộ thì là được 6 hộ gia đình được nhận cái hỗ trợ về chính sách là giải ngân. Thế còn lại là 21 hộ gia đình chính sách hiện nay là chưa được giải ngân. Đấy, thì trong đó là có gia đình nhà ông Đỗ Quang Bích. Để hiểu rõ hơn về vấn đề công dân phản ánh, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Khắc Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công tác hỗ trợ người có công về nhà ở thì được quan tâm thực hiện thường xuyên liên tục hàng năm. Nhưng nổi bật thời gian gần đây phải kể đến hai cái đề án. Đề án thứ nhất đó là đề án hỗ trợ người có công về nhà ở theo quyết định số 22 ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án hỗ trợ thứ hai đó là đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công và hộ nghèo giai đoạn 2019-2020. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 140.000 người có công. Rất nhiều hộ trong số đó là có nhu cầu hỗ trợ để sửa chữa hoặc xây mới về nhà ở. Tuy nhiên là trong từng giai đoạn nhất định thì cái điều kiện và cái nguồn lực để hỗ trợ là có hạn, căn cứ vào công lao, mức độ công hiến người có công và nhóm người có công. Thứ hai là căn cứ vào tình trạng nhà ở của người có công, ưu tiên đối với các hộ có nhà ở xuống cấp trầm trọng, có nhu cầu khẩn cấp về xây mới hoặc sửa chữa. Tỉnh đã chỉ đạo thành lập các cái tổ thẩm định, rà soát. Sở Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp với Sở Xây dựng và các sở ngành liên quan tổ chức các cái đoàn xuống tận nơi nhà ở người có công để xem xét, thẩm định, đánh giá và thống nhất có đưa vào danh sách để thẩm định, để phê duyệt hay không. Từ đó thì mới hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện thì cũng đã phát sinh một số cái vướng mắc, có một số địa phương thì vẫn còn có hiện tượng là bỏ sót hoặc là lựa chọn những trường hợp mà không có cái sự đồng thuận thống nhất cao. Thứ hai là cái công tác tuyên truyền giải thích chưa làm tốt để người dân hiểu được
Do vậy là một số gia đình hộ có công, người có công thì khi mới được thẩm định đưa vào cái danh sách để đề nghị phê duyệt thì hộ người có công đã nghĩ là mình được hỗ trợ rồi, do vậy đã tiến hành tháo dỡ nhà để sửa chữa hoặc xây mới. Nhưng sau này nếu không được phê duyệt thì đã có những cái ý kiến thắc mắc và gây ra cái bức xúc, thậm chí là đơn thư để gửi đến các cấp các ngành. Kính thưa quý vị, thời gian qua, Ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân có tên sau gửi đến. Đơn thư của ông Nguyễn Quang Đức, thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Đơn thư của ông Nguyễn Văn Dũng, xã Song Mai, huyện Kim Động. Đơn thư công dân Bùi Văn Nam, xã Minh Tiến, huyện Phù Cử. Đơn thư của nhân dân thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Đơn thư của bà Đào Thị Dậu, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Đơn thư của ông Trần Văn Đài, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Đơn thư của ông Bùi Văn Thành, xã Long Hương, huyện Văn Giang. Đơn thư của ông Đinh Quang Xê, xã Hương Đạo, huyện Tiên Lữ. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.